Kính chào quý vị khán giả, mở đầu bản tin là những thông tin về an ninh trật tự mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, trưa 26 tháng 4, công an thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm xong hiện trường và đang điều tra nguyên nhân một nam thanh niên rơi lầu chung cư tử vong. Theo đó, khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, ngày 26 tháng 4, bảo vệ một tòa nhà trong khu chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, đang ngồi trực thì nghe một tiếng động mạnh trước khuôn viên tòa nhà. Khi chạy ra kiểm tra thì anh đã phát hiện một nam thanh niên nằm chết, quần áo bị rách nghi rơi từ tầng cao xuống. Nạn nhân được xác định là anh LCP, 22 tuổi, quê ở Cà Mau và rơi từ tầng 21 xuống. Được biết, anh này thuê chung cư ở ghép với cùng một người khác ở trên tầng 21. Tới trước cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi nguyên nhân đang được cơ quan điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 4, công an thành phố Sóc Trăng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Huỳnh Tấn Đạt, 20 tuổi, để điều tra hành vi làm nhục người khác thể hiện bằng việc đăng tải hình ảnh người phụ nữ khỏa thân trên Facebook. Động cơ của bị can chưa được cơ quan điều tra công bố. làm việc với cơ quan điều tra đạt khai khoảng nửa năm trước khi mua điện thoại di động cũ từ một cửa hàng phát hiện có nhiều ảnh người nữ khỏa thân được lưu trữ trên google drive anh ta đã tải những hình ảnh này về máy xử lý làm mờ rồi đăng lên facebook cá nhân người phụ nữ huyện mỹ tú sau đó trình báo cơ quan công an về việc ảnh nhạy cảm của mình bị đăng tải lên mạng xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự phòng an ninh mạng công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an thành phố sóc trăng đã vào cuộc điều tra xác định đạt là người thực hiện hành vi Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 4, Công an thị xã Tịnh Biên, An Giang ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vương, 24 tuổi, cùng ba đồng phạm là Nguyễn Văn Đại, 15 tuổi, Nguyễn Ngọc Đạt, 16 tuổi, Nguyễn Văn Dầu, 34 tuổi, để điều tra về hành vi đạp ngã xe của hai nữ sinh, gian cảnh đánh ken nhằm cướp tài sản. Theo điều tra, ngày 3 tháng 2, Vương Đại Đạt Dầu chở nhau trên hai xe máy đi tìm con mồi để cướp tài sản đến thị xã Tịnh Biên khi thấy hai nữ sinh 16 tuổi đi xe máy, Vương chở dầu chạy vọt lên đạp ngã xe, hai đồng phạm còn lại dừng gần đó để canh chừng công an và người dân. Vương và dầu dàn cảnh đánh ghen hai thiếu nữ, tấn công, đe dọa rồi cướp dây chuyền và điện thoại. Cả bọn tẩu thoát, bán tài sản lấy tiền chia nhau tiêu xài. Cùng ngày nhóm cướp ra tay với một nạn nhân khác. 20 ngày sau, khi Đại và Dầu đi cướp thì bị công an huyện Châu Phú bắt quả tang. Đạt cũng bị bắt ngay sau đó, còn Vương thì ra đầu thú. Công an tiếp tục mở rộng vụ án. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 4, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt Nguyễn Văn Dũng, 49 tuổi, theo lệnh truy nã với cáo buộc dùng các pháp nhân công ty lập nhiều dự án không có thật ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, giao bán chiếm đoạt 40 tỷ đồng rồi bỏ trốn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án vài năm trước, Dũng đã dùng nhiều pháp nhân công ty của mình giao bán nền đất dự án ở quận 12 có sổ riêng. Người mua khi ký hợp đồng được giám đốc hứa sẽ có giấy tờ trong vòng 10 tháng. Tuy nhiên đến thời hạn, dự án vẫn nằm im, khách hàng tìm đến khiếu nại thì Dũng viện lý do trì hoãn rồi bỏ trốn. Rất nhiều nạn nhân mua đất đến trình báo bị lừa hơn 40 tỷ đồng. và cuộc điều tra, cảnh sát xác định khu đất Dũng hứa hẹn với khách hàng không có bất kỳ dự án nào được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt mà chủ đầu tư đã tự ý phân lô giao bán đất nền theo hình thức vi bằng giấy viết tay. Công an thành phố Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã Dũng cũng bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 54 tuổi, bị cáo buộc cùng đồng phạm giả mạo chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng với nhiều người, chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng. Trong thời gian qua, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt theo lệnh truy nã và tiếp nhận đầu thú 11 trường hợp, trong đó có 3 bị can là người Hàn Quốc mang tội danh tổ chức đánh bạc, ba người nước ngoài khác được vận động đến đầu thú. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố bị can tạm giam Nông Thị Hằng, 37 tuổi và 8 nghi can để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả với số lượng lên tới 20.000 hộp thực phẩm chức năng hỗ trợ chống đột quỵ trị giá 50 tỷ đồng. Theo nhà chức trách Hằng là mắc xích trong đường dây sản xuất buôn bán thực phẩm chống đột quỵ giả do Nguyễn Thị Thịnh 46 tuổi Hà Nội cầm đầu. hàng khai từ đầu năm 2003 đến khi bị bắt đã được bà Thịnh thuê sang chiết đóng gói khoảng 20 hộp trị giá hơn 50 triệu đồng. Trước đó ngày 17 tháng 4, công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố bị can bắt tạm giam bà Thịnh cùng 7 người về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Các bị can khai từ đầu năm 2003 đến khi bị bắt, đường dây đã sản xuất bán ra thị trường hơn 20.000 hộp viên An Cung Hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm Giả, song được quảng cáo là loại thực phẩm chức năng có tính năng hỗ trợ chống đột quỵ. Tổng số hàng có giá tương đương khoảng 50 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chiều 26 tháng 4 trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!